Xin chào các bạn, chuyên mục câu chuyện vĩ nhân lại đến với các bạn đây. Có rất nhiều câu chuyện hay và bổ ích đã được kể, các bạn có thể tìm lại để nghe nhé. Những câu chuyện ấy được trích trong bộ truyện tranh Chiêu Hạc cùng Vĩ Nhân. Mọi người đã gửi phản hồi rất tốt về những câu chuyện này. Vậy chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay là gì nhé. Tấm khiên đáng sợ. Từ nhỏ, Leonardo da Vinci đã tỏ ra có năng khiếu vẽ, nhưng lại bị người cha thường xuyên phản đối. Ông ấy luôn hy vọng Vinci học luật để trở thành luật sư danh tiếng. Nhưng dù vậy, cậu bé vẫn chăm chỉ tự tập vẽ mỗi ngày. Một hôm, có người hàng xóm đến nhờ cha của Vinci vào thành phố mời hộ ông ta một họa sĩ để vẽ lên tấm khiên. Người cha đưa tấm khiên cho Vinci nói: "Nếu con thực sự có tài thì hãy vẽ lên tấm khiên này xem sao." Vinci cầm tấm khiên suy nghĩ một lát, cậu quyết định sẽ vẽ nó trông thật đáng sợ, vì như thế có thể khiến kẻ thù hoảng sợ. Cậu bé Vinci cắm cúi vẽ hình đầu một quái thú lên tấm khiên. Con quái thú trợn to con mắt như lửa, há miệng đầy máu, lỗ mũi phun lửa và khí độc, trông vô cùng kinh hãi. Vẽ xong, Vinci đóng cửa sổ lại, chỉ để một chút ánh sáng, để tấm khiên ở chỗ sáng rồi gọi cha tới. Người cha vừa vào phòng, nhìn thấy gương mặt quái thú đáng sợ trên tấm khiên, sợ hãi hét toáng lên. Kể từ đó, cha của Vinci không còn phản đối cậu vẽ tranh nữa. Ông còn đưa cậu đến Florence theo học nhà nghệ thuật nổi tiếng Verrocchio. Sau này, Vinci trở thành một họa sĩ tài ba với những bức họa chân thực nổi tiếng đến ngày nay. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng suy nghĩ thấu đáo, kết hợp chăm chỉ thực hành thì làm việc gì cũng thành công dù bị cản trở và phản đối. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Suy nghĩ thấu đáo trước khi làm bất kỳ việc gì, làm việc ít sai sót, sâu sắc, trí thông minh phát triển, dễ thành công. Chăm chỉ luyện tập trong bất kỳ tình huống khó khăn nào, kỹ năng thành thạo, nghị lực được rèn luyện, dễ thành công. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. 1. Vinci đã làm gì khi bị cha phản đối việc học vẽ? 2. Khi được cha yêu cầu vẽ lên tấm khiên thì Vinci đã làm gì đầu tiên? 3. Kết quả hình vẽ tấm khiên như thế nào? 4. Vì sao khi vẽ xong, Vinci dàn dựng bức tranh trong phòng tối có ít ánh sáng rọi vào hình quái thú rồi mới mời cha mình đến xem? Bạn thấy Vinci như thế nào qua hành động trên? Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Chiêu Hạc cùng Vĩ Nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.